Quý vị thân mến, nhà Minh kéo dài 276 năm, trải qua 16 đời hoàng đế, song xét về tài trị quốc, chỉ trừ có Chu Nguyên Chương và Chu Đệ có tài nổi bật, còn lại các vị hoàng đế khác đều không để lại thành tựu gì to lớn. Song, Chu Đệ lại là vị hoàng đế gây nhiều tranh cãi bậc nhất lịch sử phong kiến Trung Hoa. Mỗi khi nhắc đến ông, người ta sẽ nhớ đến chuyện. Sau khi Chu Đệ xưng đế, Nam Kinh chìm trong biển máu. Từ quảng trường Cố Cung thời Minh cho đến Vũ Đại Hoa ở huyện Phụ Quách, không nơi nào máu không vương vãi. Cuộc giày đô đẫm máu của Trung Quốc thời nhà Minh. Thập Tam Lăng hay còn gọi là 13 lăng mộ của nhà Minh, tọa lạc tại phía nam chân núi Thiên Thọ, huyện Dương Bình, cách thủ đô Bắc Kinh 100 km về phía Bắc. Diện tích khu lăng mộ rộng hơn 120 km², là nơi yên nghỉ của 13 vị hoàng đế nhà Minh. Đây cũng là một trong những di chỉ lăng mộ hoàng đế được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh của Trung Quốc. Trong Thập Tam Lăng, Trường Lăng là lăng chính, thờ Minh Thành Tổ Chu Đệ. Mặc dù đây là vị hoàng đế có tiếng trong lịch sử triều Minh, song ông không lên ngôi báu theo chế độ cha truyền con nối, không dùng biện pháp hòa bình mà là dùng vũ lực để cướp ngôi, thống trị thiên hạ. Theo sử sách Trung Quốc, Chu Tiêu, thái tử của hoàng đế khai lập ra triều Minh, Chu Nguyên Chương qua đời khi còn rất trẻ. Trong hoàn cảnh đó, Hoàng Thái Tôn Chu Kiến Văn trở thành người kế thừa ngai vàng. Sau khi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương qua đời, Hoàng Thái Tôn kế thừa ngôi báu, đó chính là Kiến Văn Hoàng đế. Tuy nhiên, những ngày giữ ngai vàng, điều hành đất nước của Kiến Văn Hoàng đế kéo dài không được bao lâu. Chú thứ tư của ông là Yến Vương Chu Đệ, trấn thủ Bắc Bình, nay là Bắc Kinh, xưng danh Thanh Quân Trắc, có nghĩa là thanh trừ kẻ xấu thân cận bên cạnh quân vương, khởi binh lật đổ nhà vua. Trong khi việc hoàng đế bị lật đổ còn chưa rõ ràng, Chu Đệ lấy danh nghĩa người chiến thắng, xoán ngôi hoàng đế, sau đổi niên hiệu thành Vĩnh Lạc Hoàng đế, chứ danh trong lịch sử Minh Triều. Thanh trừng trung thần, di rời cố đô ngập trong biển máu. Là chư hầu một phương, việc Yến Vương khởi binh phản đối chính quyền trung ương là một hành động đại nghịch bất đạo. Những quan viên Minh Triều trung thành với Kiến Văn Hoàng đế, người được lập nên theo cách chính thống, hợp với luật lệ triều đình, không ngừng phản kháng quân đội của Yến Vương, đáng được coi là những trung thần. Tuy nhiên, khi Kiến Văn Hoàng đế bị xoán ngôi, Yến Vương đã lãnh đạo các anh em huynh đệ của mình khống chế thế cục. Bản thân ông trong chốc lát đã trở thành Vĩnh Lạc Hoàng đế, tình thế theo đó cũng nhanh chóng đổi thay. Dù Minh Triều vẫn là Minh Triều, nhưng trên thực tế, Minh Triều đã trở thành triều đại của Yến Vương chứ không còn là của Kiến Văn Đế. Những trung thần lâu nay luôn ủng hộ Văn Đế, lẽ tự nhiên sẽ gặp đại họa, bỗng chốc biến thành những kẻ phản Minh, hay nói trong thời đại ngày nay chính là những phần tử phản cách mạng. Vì sao Chu Đệ giết vua cướp ngôi, không một ai can thiệp? Có một số lý do được đưa ra để giải thích cho vấn đề này. Thứ nhất, một số người chết trẻ. Theo ghi chép của sách sử, Chu Nguyên Chương có tổng cộng 26 người con trai. Trong số đó, con trai thứ hai và con trai thứ ba vô cùng đoàn mệnh. Những người con trai khác thì được phong làm phiên vương một cách suôn sẻ. Ngoài ra, một số người con trai của Chu Nguyên Chương đã qua đời trước khi Chu Đệ phát động Tĩnh Nan chi dịch. Người con thứ 8 và người con trai thứ 9 là điển hình cho việc này. Con trai thứ 26 và thứ 10 cũng chết trước khi diễn ra Tĩnh Nan chi dịch. Người còn sống thì quyền lực bị suy yếu. Ngoài những phiên vương đã qua đời, những người con trai khác của Chu Nguyên Chương thì sao? Trước tiên, sẽ nói đến nhóm người bị tước đất phong như con trai thứ 5, 7, 12, 13 và 18. Sau khi bị tước đất phong, trong tay họ đã không còn quyền lực để chống lại cuộc tạo phản của Chu Đệ. Đất phong quá xa xôi. Nhóm thứ hai là những người có đất phong quá xa, như đất phong của người con trai thứ 14, 15, 16 và 17 đều thuộc vùng Tây Bắc Trung Quốc ngày nay. Quá xa với nơi Chu Đệ giấy binh tạo phản, hoàn toàn không thể kịp thời đến được hiện trường. Một bộ phận bị cầm tù lưu đày. Nhóm thứ ba là những người bị cầm tù và lưu đày, như người con trai thứ 5 bị lưu đày đến Vân Nam, người con trai thứ 7 bị cầm tù ở Nam Kinh. Lực lượng hậu thuẫn của Chu Đệ quá mạnh. Có một điểm quan trọng, người đứng phía sau ủng hộ Chu Đệ xưng đế là Ninh Vương. Ninh Vương nắm trong tay đạo quân có sức mạnh vô cùng lớn, chẳng mấy phe có thể đối đầu với đạo quân của ông. Bởi thế, dù là nguyên nhân địa lý hay vì muốn bo giữ mình, các con trai của Chu Nguyên Chương đều không ra tay tương trợ Chu Doãn Văn. Chu Đệ chịu ảnh hưởng nhiều từ tính cách hung tàn cũng như các lý luận của phụ vương Chu Nguyên Chương. Ông cũng là một vị vua máu lạnh khét tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Theo nguyên tắc của huyết thống luận,
Lão Tử anh hùng nhi hảo hán, Lão Tử phản động nhi hỗn đản. Những người tham gia vào các hoạt động phản đối Vĩnh Lạc Hoàng đế đều bị trừng phạt bằng những nhục hình dã man như lột da, thả vào vạc dầu, nấu trong nước sôi. Tiếng than khóc, kêu gào thảm thiết, ai oán khắp thành Nam Kinh. Không những vậy, vợ, em gái, em dâu, cháu ngoại, tất cả những phụ nữ có liên quan đến các bậc trung thần nói trên đều bị Chu Đệ đưa ra các lầu xanh làm kỹ nữ. Ngay cả những người đã xấp xỉ lục tuần cũng không ngoại lệ. Thảm cảnh này xảy ra khắp Nam Kinh, thậm chí còn lan đến tận Bắc Kinh. Sau khi Chu Đệ xưng đế, Nam Kinh chìm trong biển máu. Từ quảng trường Cố Cung thời Minh cho đến Vũ Đài Hoa ở huyện Phụ Quách, không nơi nào máu không vương vãi. Những hình ảnh này đập thẳng vào mắt tân hoàng đế, khiến tâm thế của ông luôn trong trạng thái bất an. Vĩnh Lạc Hoàng đế trước tình thế đó đã phải tính đến chuyện rời đô đến một nơi khác, mà ở đó ông không còn phải chứng kiến những cảnh tượng ám ảnh tâm trí mỗi ngày. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa khiến vị hoàng đế thứ ba của Minh Triều tính đến chuyện rời đô. Chu Đệ từng trấn thủ Bắc Bình nhiều năm, hơn ai hết, ông biết nơi này có một vị trí quan trọng như thế nào về mặt quân sự. Trước khi bị Chu Nguyên Chương lật đổ, nhà Nguyên đóng đô tại Đại Đô, nay là Bắc Kinh. Thất thế, quân Nguyên dồn về thảo nguyên Mông Cổ, nhưng vẫn không ngừng mở các đợt tấn công hòng tái chiếm lại các mảnh đất do Minh Triều cai quản. Do đó, việc rời đô về phía Bắc nằm trong toan tính của Chu Đệ, nhằm trấn áp các cuộc nổi dậy của những người ủng hộ Nguyên Triều. Một công đôi việc, đó là lý do Vĩnh Lạc Hoàng đế quyết định rời đô từ Nam Kinh đến Bắc Kinh. Sau khi Minh Thành Tổ rời đô đến Bắc Kinh, trong khoảng thời gian hơn 30 năm đó, Bắc Kinh được xây dựng lại thành một kinh đô tiên tiến nhất, có quy hoạch và có kiến trúc hợp lý bậc nhất trong số các kinh đô trên thế giới thời bấy giờ. Ngoại thành Bắc Kinh được xây dựng tương đối muộn nhằm mục đích bảo vệ thủ đô trong tình huống khẩn cấp. Các công trình kiến trúc chủ yếu của hiện nay như Thiên Đàn, Cố Cung đều là những công trình được đặt nền móng từ thời đó. Toàn bộ diện tích kiến trúc của Cố Cung rộng khoảng 170.000 m², mất 20 năm để tu sửa. Bắc Kinh trở thành trung tâm quân sự, chính trị, là tuyến đầu trên tuyến phòng ngự chỉ huy quân sự của Trường Thành lúc đó, dùng để chống lại các cuộc tấn công quân sự của người Mông Cổ và đảm bảo sự thống nhất của đất nước. Từ những mục đích này, việc Minh Thành Tổ rời đô về Bắc Kinh là một quyết định vô cùng đúng đắn. Nếu như ông không sử dụng cách này, thì không biết tình hình lịch sử sau này sẽ như thế nào. Hai cuộc khủng hoảng quân sự đã chứng minh tầm nhìn xa trông rộng của Minh Thành Tổ khi rời đô về Bắc Kinh. Trong lịch sử nhà Minh đã xảy ra hai cuộc khủng hoảng quân sự nghiêm trọng, lần thứ nhất vào năm 1449, lần thứ hai vào năm 1550. Hai cuộc khủng hoảng này cách nhau 101 năm. Cuộc khủng hoảng lần thứ nhất là chiến dịch Thổ Mộc Bảo, sử cũ gọi là Thổ Mộc Bảo chi biến, là một bước ngoặt chuyển từ thịnh sang suy của triều Minh. Lúc đó Mông Cổ có bộ tộc Ngõa Lạn, lãnh đạo của bộ tộc này là Giã Tiên. Giã Tiên đưa binh đến đánh nhà Minh, lực lượng quân sự của họ vô cùng lớn mạnh, tấn công từ nhiều mặt, một bên tấn công Liêu Đông, một bên tấn công Đại Đồng, Sơn Tây. Minh Anh Tông khi đó còn là một thanh niên trẻ tuổi, hoàn toàn không có kiến thức về mặt quân sự. Ông tin và nghe theo lời khuyên của Vương Chấn, một hoạn quan không hề có tài năng về mặt quân sự, đích thân mang binh đi chống giặc. Kết quả là ông đã hồ đồ dẫn 50 vạn đại quân tiến về Đại Đồng, nơi đang bị đội quân của bộ tộc Ngõa Lạt bao vây. Khi còn chưa đi đến nơi, thái giám trấn thủ Đại Đồng là Quách Kính đã sai người đến báo cáo với hoàng đế, nói rằng tình hình ở đó rất nghiêm trọng, không thể tiến vào được. Anh Tông đế liền quyết định thu quân hồi triều. Vương Chấn là người huyện Uất, tỉnh Hà Bắc. Ông ta muốn anh Tông đế đưa 50 vạn đại quân về quê nhà của ông ta chơi, đồng thời thể hiện uy phong của bản thân mình. Lúc vừa xuất phát, ông ta lại nghĩ, những nơi mà 50 vạn đại quân đi qua, hoa màu nhất định sẽ bị dẫm bẹp hết. Như thế sẽ tổn hại đến lợi ích của bản thân ông ta, nên lại không muốn quay về quê nhà nữa. Cứ tới lui mãi như thế, đoàn quân đến được Thổ Mộc Bảo thì quân địch cũng vừa đuổi theo đến nơi. Cách chính xác nhất lúc đó là nên vào thành giữ vững thành Hoài Lai. Các tướng quân dưới trướng cũng yêu cầu vào thành, nhưng Vương Chấn không đồng ý. Ông ta lệnh cho đội quân đóng quân cắm trại ngay tại chỗ. Những nơi gần nơi này không có nguồn nước nên không thích hợp cho việc đóng quân. Kết quả là 50 vạn đại quân bị quân địch bao vây trong nháy mắt, tạo nên tình thế thảm bại. Sau 2 ngày ở lại trên vùng đồi cao này, 50 vạn người không có đồ ăn nước uống. Đến ngày thứ 3, ông ta bảo đội quân thay đổi nơi đóng quân. Quân địch liền nhân cơ hội này xông vào tấn công. Kết quả là toàn quân bị tiêu diệt, hoàng đế bị bắt làm tù binh, Vương Chấn cũng chết trong trận công kích này.
Đây là cuộc chiến đáng hổ thẹn và không vẻ vang nhất trong lịch sử triều Minh. Lúc này ở Bắc Kinh chỉ còn sót lại những quân nhân già yếu, tình hình vô cùng cấp bách. Rất nhiều quan viên chuẩn bị bỏ trốn tránh nạn. Họ định rời đô về Nam Kinh ở phía Nam vì cho rằng không thể giữ được Bắc Kinh nữa. Trong tình hình đó, binh bộ, thị lang, Vu Khiêm đã bác bỏ việc rời đô. Ông cho rằng có thể giữ vững kinh đô Bắc Kinh. Nếu như rời đô đến Nam Kinh, Bắc Kinh thất thủ, phía Bắc sẽ không còn bất kỳ trung tâm chính trị nào nữa. Toàn bộ khu vực phía Bắc Hoàng Hà sẽ bị mất vào tay giặc. Chủ trương của Vu Khiêm nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Ông cũng nhận được sự ủng hộ của Chu Kỳ Ngọc là em trai của Minh Anh Tông, nên việc tổ chức phòng thủ ở Bắc Kinh được giao cho Vu Khiêm phụ trách. Vu Khiêm tổ chức lực lượng quân đội, bố trí công tác phòng ngự cùng nhân dân bảo vệ Bắc Kinh. Vu Khiêm nói với tất cả các tướng lĩnh quân sự rằng: "Bây giờ chúng ta đã có hoàng đế, ý chỉ Chu Kỳ Ngọc lên ngôi thay anh trai. Chúng ta phải kiên trì giữ vững nền này. Bằng cách này, quyết tâm bảo vệ Bắc Kinh của quân và dân toàn thành càng được củng cố." Không ngoài dự liệu, Giã Tiên đưa Minh Anh Tông đang bị bắt làm tù binh ra trước cổng thành để dụ đối phương xuống và nói rằng: "Hoàng đế của các ngươi trở về rồi, nhanh nhanh mở cửa." Giã Tiên muốn dùng cách này để giành được thành Bắc Kinh mà không cần chiến đấu. Nhưng các quan binh thủ thành đã làm theo chỉ thị của Vu Khiêm, kiên định trả lời rằng: "Chúng ta có hoàng đế mới rồi, các nơi đều kiên quyết chống trả, không có nơi nào bị Giã Tiên lừa cả." Cuộc chiến tranh bảo vệ thành Bắc Kinh cuối cùng đã giành được thắng lợi nhờ dựa vào sức của nhân dân bách tính. Lúc này, đội quân tiếp viện từ nhiều nơi liên tục kéo đến. Giã Tiên thấy không đạt được lợi ích nên đành phải lui binh. Bắc Kinh nhờ vậy mà không bị rơi vào tay quân Ngõa Lạt. Toàn bộ khu vực phía Bắc sông Hoàng Hà cũng đã được giữ vững. Qua tình hình trên, có thể thấy nếu như năm xưa Minh Thành Tổ Chu Đệ không đặt kinh đô ở Bắc Kinh, sẽ thật khó để bảo toàn vùng lãnh thổ này trước sự tấn công của quân ngoại bang vào năm 1449. 101 năm sau, chính là năm 1550, một nhà lãnh đạo quân sự khác của Mông Cổ là Yểm Đáp, hay còn gọi là A Nhĩ Thản Hãn, cũng đã dẫn quân bao vây Bắc Kinh. Nhưng cuối cùng, Yểm Đáp cũng giống như Giã Tiên, không giành được lợi ích gì nên đành phải rút quân. Quý vị thân mến, Bắc Kinh đã phải trải qua hai lần thử thách có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc như thế trong lịch sử triều Minh. Như vậy có thể thấy, Minh Thành Tổ rời đô đến Bắc Kinh là một việc làm đúng đắn và vô cùng cần thiết. Ông đã có một quyết định sáng suốt cả về phương diện quân sự và chính trị. Rời đô đến Bắc Kinh, đây không chỉ là một hành động khôn ngoan giúp Minh Triều ngăn chặn được quân Mông Cổ tiến đánh xuống phía Nam, đồng thời giúp phát triển sản xuất và nâng cao trình độ văn hóa ở các khu vực xung quanh Bắc Kinh. Nhờ có nền tảng này, nhà Thanh mới có thể tiếp tục xây dựng kinh đô Bắc Kinh sau khi tiếp nhận quyền lực từ nhà Minh.